Sau khi đặt chân tới Hàn Quốc, tuyển Việt Nam ra sân tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu gặp đội bóng xứ sở Kim Chi. Đây cũng là trận đấu cuối của thầy trò huấn luyện viên Chu Xie trong đợt FIFA Day tháng 10. Tối 15 tháng 10, sau khi ổn định nơi lưu trú tại Suwon, Hàn Quốc, tuyển Việt Nam có buổi tập nhẹ nhằm giải phóng sức ì. Mặc dù khá mệt mỏi vì phải di chuyển trong thời gian dài từ Đại Liên, Trung Quốc tới Suwon, Hàn Quốc, nhưng các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần hứng khởi và thể hiện sự tập trung trong các bài tập. Tất cả đều đang nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc vào 18 giờ ngày 17 tháng 10. Trận đấu này cũng sẽ khép lại chuỗi các trận đấu dịp FIFA Day của đội tuyển Việt Nam, hướng tới vòng loại World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 11 tới và tiếp đó là vòng chung kết Asian Cup 2023. Trong vài ngày qua, báo giới Hàn Quốc liên tục dè bỉu sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Sau khi thầy trò huấn luyện viên Chu Xie thất bại trước Uzbekistan, giới truyền thông xứ Kim Chi tiếp tục công kích, chê bai sức mạnh của Rồng Vàng. Tờ Sun New Korea đặt ra câu hỏi, đội tuyển Hàn Quốc có cần tung ra 11 cầu thủ giỏi nhất trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam? Trong bài viết, tác giả Lee Won Hee bình luận, có quá nhiều lời bàn tán và tranh cãi liên quan tới việc đội tuyển Hàn Quốc chọn đội tuyển Việt Nam đá giao hữu. Nhiều quan điểm cho rằng Hàn Quốc chẳng thu lợi ích gì khi thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Đây là đợt tập dượt cuối cùng của đoàn quân huấn luyện viên Klinsmann trước thềm vòng loại thứ hai World Cup 2026 và Asian Cup 2023. Đáng ra, đội tuyển Hàn Quốc không nên chọn thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Đây chỉ là đội bóng có thực lực trung bình ở châu Á. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam từng nổi lên như hiện tượng ở châu Á nhưng họ lại tụt dốc kể từ khi vị huấn luyện viên này rời khỏi ghế huấn luyện. Việc đội tuyển Việt Nam thất bại trước hai đội tuyển Trung Quốc và Uzbekistan với cùng tỷ số 0-2 phản ánh phần nào thực lực của đội bóng này. Một câu hỏi đặt ra là liệu huấn luyện viên Klinsmann có nhất thiết phải sử dụng những ngôi sao như Son Heung-min, Lee Kang-in, Lee Min-jae trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh họ bận rộn với lịch trình tại châu Âu. Họ không cần phải tiếp tục vắt kiệt sức ở trận giao hữu gặp đội tuyển Việt Nam. Cần chú ý tới chi tiết, trong 32 năm qua, đội tuyển Hàn Quốc không thi đấu giao hữu với đội tuyển Đông Nam Á nào trên sân nhà kể từ khi gặp Indonesia vào năm 1991. Một phần bởi Hàn Quốc không thấy lợi ích từ các cuộc đối đầu với các đội bóng ở khu vực này.